liếc đi lại khoảnh khắc chiếc xe tải đang di chuyển tốc độ cao thì chợt nhiên phanh gấp. Ngay lập tức, hai chiếc xe máy đi sau liên tục tông mạnh vào đuôi xe tải. Chiếc xe xảy ra va dấp đầu tiên kẹp vào gầm xe tải. Hai nạn nhân trên xe, một người tử trận tại chỗ, một người ngất đã được đưa đi cấp cứu vết trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe máy va dấp sau đổ xuống giữa đường, người chỉ vẫn bị choáng nhưng đã mau lẹ tỉnh táo trở lại. Cả ba nạn nhân đều là nam giới. Liếc, xe tải đang lao nhanh chợt dừng chợt ngột, hai người đàn ông liên tục đâm kinh hãi hoàng. Lực lượng công dụng mau lẹ có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai họa và phân luồng giao thông. Vụ va dấp xảy ra vào khoảng 20 giờ 53 tối ngày 20 tháng 10 trên đường Hà Duy Phiên, đoạn qua địa phận ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.